Xin thân ái kính chào toàn thể quý tô tới Chúa cùng quý con cái Chúa trong hội thánh. Cảm ơn Chúa vì trong buổi sáng hôm nay chúng ta có thời giờ để thờ phượng Chúa. Và như đã thông báo thì sau thời giờ này chúng ta sẽ có một hội đồng trụ bị để bầu cử những chấp sự ở trong nhiệm kỳ 2024-2025. Thường trong các hội đồng trụ bị và hội đồng chính thức bầu cử ban chấp sự, các hội thánh thường rất ít quan tâm và cũng có quá nhiều những tín hữu chúng ta bỏ về trước khi công việc được hoàn tất. Có lẽ chúng ta nghĩ rằng đây là một công việc nó không liên hệ gì đến chúng ta, nó chỉ mang tính chất hình thức, tổ chức và ai bầu lên cũng được, ai đứng vào trong vị trí chấp sự cũng chẳng quan hệ gì. Đó là một suy nghĩ rất sai lầm. Và thực tế chúng ta sẽ thấy rằng những hội thánh không quan tâm đến công việc nhà Chúa, và cụ thể là trong việc bầu chọn những con người xứng đáng đứng vào ở trong những vị trí là chấp sự của hội thánh. Những hội thánh đó thường rất khó để có thể phát triển và sẽ có lắm những nan đề, những xung đột, những sự kiện tụng, bởi vì họ có những chấp sự không chuẩn mực, không theo tiêu chuẩn của lời Chúa. Và hãy xem lại phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc trong buổi sáng hôm nay. Hội thánh đầu tiên, cả hội chúng đều vui lòng để mà làm và cùng để bầu chọn ra những người gọi là chấp sự để hầu việc ở trong nhà Chúa. Và tiếp tục ở trong câu thứ 7 của phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc qua, hội thánh phát triển, nhiều người được thêm vào ở trong hội thánh Chúa. Tôi muốn nói tất cả những điều đó để chúng ta thấy được thì giờ mà chúng ta thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay và công việc mà chúng ta sẽ tiếp tục để làm, điền tên những con người ứng cử vào trong vị trí chấp sự của hội thánh Chúa trong niên khóa mới. Đó là một công việc rất hệ trọng, liên hệ đến sự gây dựng và phát triển hội thánh, và cũng liên hệ đến cả sự tăng trưởng đời sống thuộc linh của mỗi con cái Chúa. Vậy chúng ta cần nhờ ơn Chúa để làm trọn những điều Chúa muốn chúng ta làm, và làm một cách phải lẽ, hết lòng. Và trong tinh thần đó, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa để suy gẫm một phân đoạn Kinh Thánh trong công vụ đoạn 6 từ câu 1 đến câu thứ 7. Đây là phần Kinh Thánh nói về sự bầu cử chấp sự ở trong hội thánh đầu tiên. Và chúng ta cần hiểu chấp sự họ là ai, và chấp sự họ có những phẩm tính nào cần để được bầu chọn và làm việc phục vụ ở trong nhà Chúa. Đây là hai điều quan trọng mà chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa để cùng học trong thời giờ này. Điều đầu tiên chúng ta học ở trong phân đoạn Kinh Thánh này, đó là ý nghĩa của chữ chấp sự được sử dụng. Có rất nhiều người ngày hôm nay họ nghĩ rằng chấp sự đó là người làm công, họ làm tất cả những công việc trong hội thánh từ A đến Z. Đúng như cái chữ chấp sự nếu diễn dịch là sự gì cũng chấp, làm hết, không bỏ việc gì. Cũng có người lại nghĩ rằng chấp sự dựa trên chính câu Kinh Thánh mà chúng ta đang học với nhau tại đây, họ chỉ là những người giúp việc bàn tiệc, tức là họ chỉ lo việc phục vụ tiệc thánh, hay là trong những kỳ lễ có những buổi tiệc thông công thì phát bánh, như vậy là hết.
Thật ra chúng ta cần phải hiểu đúng về chữ chấp sự được dùng ở trong Thánh Kinh. Và trong câu thứ hai chúng ta có thể thấy cái động từ diakoneo, mà từ đó ra được chữ diakoneos, đó chính là cái chữ chấp sự. Nó hàm ý một người sẵn sàng để phục vụ, sẵn sàng để thực hiện những nghĩa vụ liên quan đến mình. Và như vậy chúng ta có thể thấy những người chấp sự trong hội thánh, đó là những con người được bầu chọn lên, không phải để tạo nên một quan bệ, để trở nên những lính kiển đại diện cho một hội thánh, một bộ mặt của hội thánh, và chỉ dừng lại như thế. Nhưng đó là những con người được bầu chọn để dấn thân vào ở trong những công việc mà mình sẽ phải nhận lãnh. Và công việc họ sẽ nhận lãnh là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Trong văn hóa Do Thái lẫn trong văn hóa Hy Lạp, thì cái người được gọi là người giúp việc bàn tiệc, như cách dịch của chúng ta ở tại đây, nó không phải là một người bồi bàn, đó không phải là người làm thuê, đó không phải là một người phục vụ ở trong các nhà hàng chúng ta gọi đến và họ đứng để phục vụ chúng ta. Trong văn hóa của Do Thái và Hy Lạp không có ý nghĩa đó. Nhưng một người chấp sự, cái từ liệu được dùng, trước nhất nó được nói đến những người chủ tiệc, là người chịu trách nhiệm để phân phát lương thực hay là thức ăn cho những người khách cùng trong bàn tiệc. Chúng ta có thể thấy hình ảnh đó qua Chúa Giêsu trong những lần mà Kinh Thánh chép. Ngài là chủ tiệc và Ngài là đấng sẽ cầu nguyện, bẻ bánh và phân phát cho các môn đồ. Đó chính là cái công việc mà chúng ta nói đến ở tại đây. Và điểm quan trọng hơn mà chúng ta cần để ý, một người chấp sự, cái từ liệu chấp sự được sử dụng ở trong Kinh Thánh và trong văn hóa của người Do Thái, nó chỉ về một người quản lý, một người giám sát, một người chịu trách nhiệm để cấp phát về tài chánh hoặc lương thực cho một quốc gia, cho một cộng đồng, cho một tổ chức. Chúng ta có thể thấy điều đó ở trong hình ảnh của một Joseph khi ông là tể tướng của Ai Cập và ông chịu trách nhiệm để cấp phát lương thực ở trong 7 năm đói kém. Và ý nghĩa này rất thích ứng với những gì chúng ta tìm thấy ở trong bối cảnh của phân đoạn Kinh Thánh chúng ta suy gẫm học hỏi buổi sáng hôm nay. Trong giai đoạn Hội Thánh Chúa đầu tiên, nếu đã đối chiếu với những gì được chép ở trong Công Vụ đoạn 4 từ câu 33 đến câu 37, chúng ta sẽ thấy đó là cái giai đoạn mà có rất nhiều người rộng rãi, hào phóng và họ đã dâng hiến rất nhiều cho công việc của nhà Chúa. Và thậm chí có những người như là Ba-na-ba bán hết gia tài của mình và đặt dưới chân của các sứ đồ. Và công việc của các sứ đồ ở trong giai đoạn đầu tiên, bên cạnh việc họ là những người giảng đạo cầu nguyện, họ cũng sẽ là người chịu trách nhiệm để cấp phát về tài chánh, về lương thực cho những tín hữu khó khăn trong Hội Thánh Chúa. Có lẽ trong giai đoạn ban đầu, công việc diễn ra rất trôi chảy, tốt đẹp. Nhưng đến một giai đoạn khi bước vào ở trong Công Vụ đoạn thứ 6, chúng ta thấy khi Hội Thánh phát triển quá nhiều, nhiều người được thêm vào trong Hội Thánh và số những tín hữu khó khăn cũng được tăng lên quá bội, thì lúc đó vai trò công việc của những sứ đồ không đảm nổi những cái công việc vừa lo về phần thuộc linh lại vừa lo việc thuộc thể. Và vì vậy chúng ta đã thấy đã có những người đàn bà Hellenic, những quá phụ, những người nghèo, họ đã bị bỏ bê việc cấp phát.
Và vì vậy đã có những sự than van càm ràm trong hội thánh của Chúa. Và đây là lúc mà các sứ đồ họ cần phải có một giải pháp. Và giải pháp được đưa ra đó là gì? Các sứ đồ họ không thể lo tất cả những công việc trong hội thánh, và họ cần phải tập chú nhiều hơn vào trong công tác quan trọng mà Chúa đã đặt để trên đời sống của họ, là cầu nguyện, là giảng dạy. Vì vậy họ đã biểu quyết để chọn ra những con người, những con người có thể đứng vào ở trong hội thánh của Chúa, đứng bên cạnh các sứ đồ. Và những con người này sẽ là những con người sẽ hỗ trợ các đầy tớ của Chúa ở trong việc cấp phát lương thực, cấp phát tài chánh. Đó là những con người cùng điều hành, cùng lo công việc của nhà Chúa. Và như vậy chúng ta có thể hiểu, chấp sự được bầu lên ở trong hội thánh đầu tiên và cũng như trong hội thánh của chúng ta ngày hôm nay, đó là những con người được hội thánh bầu chọn ra để họ sẽ đứng bên cạnh những đầy tớ của Chúa, cùng hỗ trợ các đầy tớ Chúa trong việc điều hành, trong việc quản trị, trong việc coi sóc, trong việc chăn dắt bầy chiên của Chúa ở trên đất này, ở trong chính cái cộng đồng địa phương mà họ đang sinh hoạt. Và nói những điều đó để chúng ta thấy được vai trò chấp sự ở trong hội thánh Chúa cao trọng như thế nào. Họ vừa là những người phục vụ ở trong hội thánh, nhưng họ cũng là những người chăn bày, họ cũng là những con người được Chúa dấy lên để cùng với các đầy tớ Chúa lo những công việc trong sự gây dựng và phát triển hội thánh. Và thực tế ở trong hội thánh của chúng ta, ngoài chức vụ mục sư truyền đạo thì chức vụ chấp sự cũng được gọi là thánh chức. Đó là những công tác, những chức vụ rất quan trọng. Và khi chúng ta làm những công việc của những người bầu chọn, những chấp sự trong hội thánh, chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa để cẩn trọng trong từng mỗi lá phiếu của mình, từng mỗi con người mà chúng ta sẽ điền tên vào. Chúng ta không dựa trên cảm tình, chúng ta không dựa trên sự yêu ghét bản thân cá nhân của chúng ta đối với một ai đó. Chúng ta cũng không phải làm công việc vì lợi ích nhóm, vì màu cờ sắc áo của ban ngành mình, nhưng chúng ta làm vì cớ công việc của nhà Chúa, để có những con người thật sự xứng đáng bước vào ở trong vai trò của những người lãnh đạo thuộc linh và giúp cho hội thánh Chúa được gây dựng và phát triển. Và điều này sẽ đưa chúng ta đến sự suy gẫm phần thứ hai, đó là phẩm chất của chấp sự phải như thế nào. Một người muốn đứng vào ở trong vai trò của một chấp sự, họ phải là những con người có những phẩm tính như thế nào. Ở trong câu thứ 3, Kinh Thánh chép rằng: vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Chúng ta chỉ tập trung vào trong câu thứ 3 với 3 phẩm tính quan trọng mà các sứ đồ họ đã đề nghị với hội thánh để bầu chọn những người được gọi là chấp sự lo công việc nhà Chúa bên cạnh các đầy tớ Chúa. Phẩm tính đầu tiên chúng ta thấy Kinh Thánh nói đến tại đây, đó là những con người có danh tốt. Ngày nay có nhiều người họ có cái tên rất đẹp, nhưng đó không phải là danh tốt. Thậm chí đó là những cái tên có thể đem đến sự tai tiếng cho hội thánh, cho gia đình, cho cộng đồng. Cái chữ danh tốt được dùng ở tại đây, ở trong Kinh Thánh, nó nói đến những con người chính trực,
những con người có đức hạnh, những con người có phẩm chất tốt, sống theo tiêu chuẩn của lời Chúa. Đó chính là đặc điểm đầu tiên hay là phẩm tính đầu tiên của một vị chấp sự. Người đó phải có danh tốt. Nếu ta đối chiếu với những gì được chép ở trong Timôthê nhất đoạn 3 từ câu 8 đến câu thứ 13, chúng ta sẽ thấy rằng Phao-lô khi ông đề cập đến những chấp sự thì cái phẩm chất của chấp sự đó chẳng khác gì với phẩm chất của những giám mục đã được đề cập đến ở trong phần kinh thánh trước đó. Họ phải là những con người rất chuẩn mực ở trong đời sống cá nhân của mình, về gia đình, về công việc, về vợ con và trong những mối quan hệ với những người khác. Họ là những con người phải rất chuẩn mực. Và đó là điều đương nhiên cần có của một vị chấp sự ở trong hội thánh, bởi vì họ là những người lãnh đạo thuộc linh. Họ phải sống và làm gương tốt cho những người xung quanh. Và đặc biệt, cái chữ danh tốt được dùng ở trong kinh thánh, nó cho thấy rằng những người được bầu chọn ở trong phần kinh thánh này, đó là những con người rất uy tín, những con người được hội thánh Chúa kính trọng, những con người được hội thánh Chúa quen biết, bởi vì họ đã từng rất trung tín trong sự thờ phượng Chúa, trong sự phục vụ Chúa trong hội thánh. Đây không phải là những tín đồ vãng lai, đây không phải là những tín đồ online, đây không phải là những con người chỉ đến nhà thờ rồi trở về, chẳng cộng tác với ban ngành, với hội thánh Chúa trong bất kỳ công việc nào. Hãy nhớ rằng trong hội thánh đầu tiên, số lượng đến cả mấy ngàn tín hữu, nhưng mấy ngàn tín hữu đó họ vẫn có thể biết tên 7 con người và bầu chọn vào. Và 7 cái tên đó chúng ta có thể thấy có những cái tên rất xa lạ, rất khó đọc với chúng ta ngày hôm nay, nhưng hội thánh vẫn biết và bầu cho những con người đó, bởi vì họ vốn từ trong hội thánh Chúa mà ra. Họ là những con người trung tín ở trong sự sinh hoạt thờ phượng Chúa, và họ cũng là những con người đang làm những công việc ở trong hội thánh Chúa, chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Hội thánh biết và đã bầu chọn những con người đó để trở nên những chấp sự ở trong hội thánh. Và vì vậy xin Chúa cho chúng ta khi bầu chọn những người bước vào ở trong ban chấp sự của hội thánh gia đình, hãy nhớ đến tiêu chuẩn này. Hãy bầu chọn những con người họ đang sinh hoạt từ trong hội thánh Chúa, họ là thành viên chính thức của hội thánh Chúa, họ đang là những con người nhóm họp, cộng tác và phục vụ Chúa một cách rất tốt đẹp. Những con người trung tín ở trong việc nhỏ, đây là thời điểm để Chúa có thể sử dụng họ ở trong những công việc lớn hơn. Và một người làm công tác của một chấp sự như Phao-lô nói đến ở trong Timôthê nhất đoạn 3 câu thứ 10, người đó trước nhất phải chịu thử thách trước đã, không chỗ trách được thì mới đứng vào ở trong vai trò chấp sự. Nghĩa là những con người này không phải là những con người quá mới, chưa trải qua những công tác và chưa chứng minh được sự trung thành của mình đối với hội thánh Chúa, đối với những công việc mình được giao phó, chưa được kiểm định về đời sống đạo đức cá nhân. Những con người đó chưa thể đứng vào ở trong vị trí của ban chấp sự. Những người đứng vào ở trong vị trí ban chấp sự trước nhất phải là những con người có danh tốt. Và điểm thứ hai, đặc điểm thứ hai hay là phẩm chất thứ hai của một chấp sự như được đề cập đến tại đây, đó là những con người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Trong sách Công Vụ có đề cập đến những con người mà Kinh Thánh nói rằng đó là những con người đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Và thường khi Kinh Thánh mô tả một người đầy dẫy Đức Thánh Linh, nó sẽ liên quan đến hai yếu tố. Thứ nhất, đó là người có được năng quyền của Thánh Linh ở trong sự phục vụ Chúa của mình. Họ có thể từng làm những công việc nhỏ, những công việc đơn sơ bình thường trong hội thánh, nhưng qua những công việc mà họ làm, người ta thấy được ơn quyền của Chúa trên chính những con người đó. Họ làm một cách rất phước hạnh, và đem đến sự gây dựng khích lệ cho những người khác. Đó là người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và người đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng được hiểu trong ý nghĩa thứ hai, đó là những con người thuộc linh, những con người hoàn toàn đầu phục ý muốn của Chúa Thánh Linh trong mọi phương diện của cuộc đời mình. Khi họ suy nghĩ, khi họ lựa chọn, khi họ quyết định một công việc nào đó, họ đặt ý muốn của Chúa lên trên những điều liên quan đến cái tôi, cái bản ngã, cái xác thịt của mình. Họ luôn muốn tìm cầu ý muốn của Chúa và sống theo ý muốn của Ngài. Họ là những con người đang làm những công việc thuộc linh. Vì vậy phẩm chất của họ phải là những con người thuộc linh, có tính thuộc linh. Có những hội thánh khi bị mất cấp đã có chấp sự đề nghị gắn camera, điều đó tốt. Và rồi đề nghị thêm để cái túi có iPhone bên trong làm cây bẫy, xem thử ai là người lấy cắp. Đó là giải pháp của những con người xác thịt, không phải là cách làm của những người thuộc linh. Người thuộc linh sẽ làm những gì trong ý muốn, trong sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh, chứ không phải làm chỉ để được việc của mình mà thôi. Và trong hội thánh của Chúa, chúng ta rất cần những con người như thế, những con người thuộc linh, những con người luôn muốn để làm những công việc và theo những nguyên tắc của Thánh Kinh, chứ không phải dựa trên những quan điểm của thế gian hay là theo ý riêng của xác thịt mình. Và người làm công tác chấp sự phải có phẩm tính thứ ba, đó chính là người có trí khôn. Trí khôn là phẩm tính quan trọng của những người làm công tác điều hành, của những người tiếp xúc với đám đông, với cộng đồng. Ở trong truyền đạo đoạn 4 câu thứ 13, vua Salomon nói rằng một người trẻ tuổi mà khôn ngoan còn tốt hơn là một ông vua già mà ngu dại. Người quản lý mà không có trí khôn không thể làm được việc và có thể gây nên những điều không tốt ở trong chính cái nơi mà mình quản trị. Một người phụ nữ đẹp nhưng dại dột, thiếu dễ dặt thì cũng giống như vòng vàng đeo ở lỗ mũi heo, cái điều có giá trị mà đặt ở chỗ không xứng đáng. Chân dài, não ngắn không tương thích với nhau. Chúng ta cần có những con người có trí khôn để làm công việc của nhà Chúa. Và người có trí khôn ở trong Kinh Thánh đó là con người như thế nào? Thường chúng ta sẽ thấy ở trong Kinh Thánh, trí khôn với kiến thức thường được đi chung với nhau, có mối liên hệ với nhau. Một người được gọi là khôn ngoan, người đó phải là người có sự hiểu biết. Bezaleel ở trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 31 câu thứ 3, Kinh Thánh nói đó là một con người khôn ngoan,
thông sáng và có hiểu biết về mọi ngành nghề, và đó là người được Chúa dùng để chế tác những vật dụng trong hội mạc. Sự khôn ngoan sẽ không tồn tại nếu như không có kiến thức ở trong những lĩnh vực mà mình đang đảm trách. Cặp theo, vì vậy một người muốn đứng vào ở trong một vị trí của một chấp sự hội thánh, họ cần phải có những sự hiểu biết về công việc của mình. Và điểm quan trọng mà Kinh Thánh nhấn mạnh một người có trí khôn hay sự khôn ngoan ở trong Kinh Thánh, đó là con người phải biết được lời Chúa, biết được ý muốn của Chúa và biết cách để vận dụng những điều đó vào trong chính những gì thực tiễn của cuộc đời. Biết nguyên tắc của Thánh Kinh là tốt, nhưng biết để ứng dụng những nguyên tắc của Thánh Kinh và biến nó trở thành những phương pháp để phục vụ trong hội thánh một cách tốt đẹp, đó lại là điều cần phải có trí khôn hay là sự khôn ngoan. Ở trong sự ký nhất đoạn 12 câu thứ 32, Kinh Thánh có đề cập đến những người lãnh đạo khôn ngoan của chi phái Issachar. Và những người lãnh đạo khôn ngoan đó được mô tả đó là những người hiểu biết về thời giờ và biết việc mà dân Israel nên làm. Người khôn ngoan là người có đầu óc thực tiễn, một con người biết vận dụng lẽ thật của Thánh Kinh để làm những công việc ở trong cuộc sống của mình, để giải quyết những xung đột. Đó là con người biết điều gì cần làm, điều gì không nên làm, điều cần làm sẽ làm cách nào, làm trong thời điểm nào, biết thì giờ, biết việc mình nên làm. Đó là người khôn ngoan ở trong định nghĩa của Thánh Kinh. Và xin Chúa cho chúng ta có thể tìm thấy ở trong hội thánh của Chúa có những con người khôn ngoan, vừa có đầu óc thuộc linh nhưng cũng có một đầu óc thực tế, đã từng trải, đã biết những công việc của nhà Chúa và cũng đã chứng thực được những điều mình có thể làm và đã từng làm ở trong hội thánh, trong cách để giải quyết một nan đề, trong cách đối diện với một khó khăn một cách khôn ngoan theo lời của Chúa. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải là khôn như rắn mà cũng phải hiền lành như chim bồ câu. Phải có một sự hài hòa quân bình của những con người thuộc linh nhưng biết để sống một cách khôn ngoan ở giữa dòng đời, để làm cho công việc Chúa được mở mang, được phát triển ở trong những thời khắc khó khăn. Tôi đang viết về lịch sử của Viện Thánh Kinh Thần Học và nhắc lại những giai đoạn trước khi Viện Thánh Kinh Thần Học được tái lập năm 2003. Và có một giai đoạn chắc chắn không thể không nhắc đến, đó chính là giai đoạn sau năm 1975, khi Thần Học Viện bị đóng cửa và những người muốn để hầu về Chúa họ sẽ phải làm gì. Có những chương trình mà chúng ta thường gọi là những chương trình đào tạo chui, để có thể giúp đỡ cho những người dấn thân muốn hầu về Chúa. Họ học lời Chúa cách này cách kia, và rồi theo năm tháng họ được hợp thức hóa và trở nên những đầy tớ của Chúa, lấp đầy vào trong những khoảng trống của hội thánh Chúa. Trong suốt gần 30 năm thiếu hụt người hầu về Chúa, sự đào tạo bị ngưng trệ. Chúng ta phải sống với sự khôn ngoan Chúa ban cho và làm những công việc của nhà Chúa một cách tốt đẹp trong tiêu chuẩn của lời Chúa.
Và tôi có thể nhìn thấy ở trong hội thánh Chúa có những người trẻ. Những người trẻ đó là những con người rất thông sáng, những con người rất năng động, những con người sáng tạo, những con người sẽ dễ dàng để tiếp cận những kiến thức mới, những công nghệ mới, những phương cách mới, và áp dụng nó một cách rất tốt đẹp để đem đến một sự tươi mới ở trong chính ban ngành của mình, trong sự hầu việc Chúa của mình. Đó là những con người mà chúng ta cần phải để ý. Và bên cạnh đó, tôi vẫn có thể thấy trong hội thánh có những người trong tuổi tráng niên, trung niên và ngay cả cao niên. Họ có thể yếu đi về sức khỏe, họ có thể khó để cập nhật những gì mới ở trong thế giới hiện tại của mình. Nhưng đó là những con người khôn ngoan, những con người từng trải ở trong đời sống theo Chúa. Họ đã từng lăn lộn, đã từng trải qua những năm tháng của sự hầu việc Chúa. Họ đã từng trải qua những thất bại, những đau thương trong cuộc đời của mình. Và tất cả những điều đó đã nung đúc và hình thành ở trong những con người đó những kiến thức, những kinh nghiệm thực tiễn để sống, để hầu vì Chúa một cách rất tốt đẹp. Và vì vậy, xin Chúa cho chúng ta, khi chúng ta bầu chọn những chấp sự trong hội thánh, đừng lãng quên những người trẻ, nhưng đừng bỏ qua những người lớn tuổi, cao niên ở trong hội thánh. Có những người mà chúng ta thấy có thể họ bệnh tật, có thể sức khỏe, có thể yếu đi so với nhiều người. Những kinh nghiệm của tôi trong những buổi họp ban chấp sự, chính những tiếng nói của những con người đó lại là những tiếng nói rất chất lượng. Và tôi có thể ví những con người đó giống như những cái thắng hay là những cái sợi dây diều để giúp cho con diều bay cao nhưng ổn định, không đi quá xa và mất đi những diều mối ở trong tổ chức của hội thánh. Thì Chúa cho chúng ta cầu nguyện và bước vào ở trong thì giờ để tiến cử những con người làm công tác quan trọng, một thánh chức ở trong tổ chức của hội thánh Chúa, đó là những chấp sự. Và tôi ước ao sau chương trình, sau hội đồng mà chúng ta thực hiện, hội thánh Chúa sẽ chứng kiến một sự tăng trưởng, một sự phát triển như hội thánh đầu tiên. Bởi vì chúng ta đã chọn trong bọn mình những người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta giao việc cho những con người đó. Vì Chúa Ngài ban ơn và giúp đỡ trên tất cả chúng ta trong lời Chúa buổi sáng hôm nay. Amen.